chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình cùng các bạn ra ngoài đồng bắt cá lồng tông đó nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo mình đi bắt cá lồng tông nha. Ôi ghê hay à. Mới xuống giờ ông bỡ cái sạc rồi đó. Ở đây bắt cá nhỏ chứ không bắt cá bự nha các bạn. Nó hung hỉnh. Lồng lồng tông hung hỉnh. Thôi con ve ve bùm gì đâu bay con lụm nó hỏi ta. Mấy con cá sặc vậy đó hả? Bắt luôn không ta? Bắt hết đại đi. Vô gì bắt hết luôn. Con nào vô vợ cứ con ốc. Đâu rồi bà Tám, bà dơ cái vợt lên cho khán giả ta coi cái vợt của bà Tám rồi. Đó thấy chưa, đó cái vợt của bà Tám ghê chưa. Rồi tiếp tục đi. Dạ, cá lắm luôn á. Dạ. Chào, coi có tiếp gặp không? Quá. Gặp quá, ác quá. Đưa. Họ cáo rồi đi được. Tôi quậy đây cái hồi lại dở cái đi chuột lên cái đổ ra về luôn. Cá này nó ngon à, cá đó nó ngon. Ai giật gì đâu. Ủa, nó cá nhỏ mẹ đi. Ừ. Tôi bắt cá đồng mà. Thôi mẹ em đi em chơi hả? Hả? Đâu? Mới thấy hôm đó là Phạm Tâm Đào á ông đại ơi. Hôm đó là Phạm Tâm Đào. Hôm đó Phạm Tâm Khác. Phạm Tâm Khác là Phạm Tâm gì? Phạm Tâm đăng cái số không mà tao tính trong mày mà không phải Phạm Tâm Khác. Trời ơi. Bác... Nay thấy rồi. Tao bán tinh dầu rồi. Mốt nhất nhất mỗi là gì á hả xúc miệng 130 ừ thôi đúng rồi hôi miệng sâu răng cái gì đó là nó những cái bệnh chảy máu trên răng nói chung là những cái bệnh gì răng miệng là nó chỉ hít dạng như mấy cái mà bán bám trên răng là nó sạch luôn sạch rồi hôi miệng không sạch thì lấy dao cạo. Còn mà bị viêm họng viêm amidan là xài đó hết luôn. Trời ơi, bà bé nhìn con ở trên nè, quay rồi bà già. Vậy đó. Quay vợ lội xuống sông hả? Ở dưới quậy, quậy nghe. Chị mà có nhức xương khớp này kia nọ là xuống em có dầu xô bóp luôn. Rồi, cái đó thì miễn có xài thì xuống em. Hũ 130 xài chắc một người xài là xài cũng mấy tháng trời mới hết.
nói một hũ xài mấy tháng trời mới hết, một người xài á xài lâu lắm. Rồi xong luôn rồi. Không gãi nhiều chừng chiều khi về mà dễ vợt nữa mày ơi. Thôi không có rồi. Hồi nãy thấy cá ục ở đâu đâu? Tính ngủ trong cái đám này thì có. Vợt mẹ đi cho gà cho nó ăn luôn. Quá trời ốc nè. Cái này hồi đi giật về không biết có cầm được cái giật về không nữa nè. Được thì đó ê, ê. Ủa nó lọt xuống cái ống bọng không? Rồi. Là xong rồi đó hả? Thiệt tình. Chạy cho tiêu rồi chứ. Nó thấy vô tay rồi, vậy rồi. Không đợi. Không lên hả? Rồi, mang dép đi. Có không? Có không? Cái tí không hà. Nó chưa gọt xuống á. Bắt lòng tông hung hỉnh mà. Bắt lòng tông hung hỉnh thì nó dính lòng tông thì đúng rồi, phải dính cái bự rồi nó mới khác. Điền có tí con cá. Mà còn tai quy à. Vậy là nó rút tinh rồi đó. Có lỗ mỏi đó. Ừ. Tao biết mày tao chặn tao gỗ rồi đó, nãy quay biết tao biết vậy mà la lên tao để mày gỗ đó được rồi. Không có tưởng đâu điện nó xử được luôn á chứ chụp trúng rồi. Ra rồi, ra xong rồi con ơi. Thấy cái vợt hết thèm. Có dớn luôn. Ủa. Trời ơi, lúc ở dưới vậy. Nãy giờ dính nhiều dữ vậy.
Điện nó tiết hồi hụi con cá nãy giờ. Ở đây không có bắn rồi. Lòng sông là phải ăn nó vậy đó. Thấy ham hết chứ kêu. Bà hờ người dưới sông quậy. Em đi làm mà thử mới có thôi. Vô mà nhủi mà. Gãy đi. Nghiệt tôi bắt nó mà tôi không biết trời. Gãy cái nhủi luôn. Gãy cái nhủi luôn. Vớn rồi mua được đầu cái vết mới ha, rồi bữa sau không có một con. Mày để nguyên mày kho ăn luôn á. Vậy quăng vô chuồng gà cho mấy gà nó ăn, bằng thịt gà ăn. Nè, có chích chích gì không nè. Giang cường đấy là một tấm rồi đó. Lát thôi tôi đổ nữa, cái nó về nó khỏi có luôn. Nó đi ngang, đúng rồi tao đổ cho mày rồi. Nó bà ăn đi, tôi khỏi ăn cái gì đâu. Thôi mày ra mày lấy. Cái này ông chiều ngoái tiêu, còn đây đâu mới là thấy. Đi ngang nhà nó, nói nó. Ừ. Tao đổ cho mày tiêu rồi. À, trúng mánh rồi. Không có ốc giờ xịt vậy hả? Xịt nó còn kết quả nó đều hơn nữa. Cái đó nó chết bền không không, không dối. Có tính chú mình đặt mấy cái ống bọc này có ăn. Đặt rồi ở á. Cái dưới đây lửa có đéo được không cô? Xuống cái đó coi. Ui.
mà thấy cái này cười chết luôn, nó kẹo bánh trộn hết trơn rồi. Dạ luôn. Vậy nấu là con chua luôn, có đồ sẵn nấu luôn. Xuống đây cái lòng tông bụng bông. Ừ, có lý hơn trên kia. Có lý cái này về, về được khô khô chắc được. Thì bắt lòng tông muốn hỉnh mà. Dạ mày đâu rồi? Xa quá. Có cá rồi đó, có cá đi. Bắt lửa cá bự không đó. Ừ. Ngủ tụi mé nó có cá đó. Ủa đi con, đi lại vợ con cái vớt lên cái này hả? Bận quá. Nặng nặng gì không? Không bận. Không bận. Là sao hồi đổ ngoài đi nha. Mày thôi đi cho lại. Lên đi cho khỏe. Như đó về kho ăn chảo à. Tụi mận là biết lắm à. Trời ơi nhiều dữ vậy trời. Được con cá sặc làm lòng tin. Đó có con cá lóc mà ngon rồi. Mấy khi mới được con cá trời. Thấy không? Con dạ, con dạ. Con cá. Cái giờ của bà Tám rồi thấy không? Quá dữ. Đây là kết quả nghe các bạn ơi. Nhiêu đây là cũng có lý rồi nè. Rồi,
trời cũng sụp tối rồi nha các bạn. Mình cũng xin tạm dừng video đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.